Chào các bạn. Hôm nay thì Hiền sẽ vẽ với màu nước thiên long bộ 12 màu và giấy A4 loại dày. Trước hết thì Hiền sẽ dán bốn cạnh của cái tờ giấy A4 này với băng keo giấy loại lớn ha. Sau đó sẽ dùng một cuộn băng keo giấy loại nhỏ để dán phân nó ra làm đôi. Rồi Hiền sẽ pha nền trời trước bằng màu xanh dương đậm và màu đen. Hiền sẽ lấy một ít màu xanh dương ra ngoài và sau đó pha màu đen vào. Các bạn cứ cho màu đen từ từ cho đến khi đạt được cái mức mình mong muốn nha. Trong quá trình pha thì các bạn chấm thêm một vài cọ nước để cho cái màu nó loãng vừa phải. Hiền sẽ đi cọ một đường thẳng dài từ cái đường băng keo này sang đường băng keo bên kia. Như vậy cái nền của mình á, nó sẽ ra mướt hơn. Chứ các bạn đừng có kéo từng đoạn nhỏ nha. Kéo từng đoạn nhỏ với cây cọ này á, thì cái nền của mình nó sẽ cà giật á. Khi tô nếu màu của các bạn nó hơi bị sệt lại thì mình cứ chấm nước và pha vào rồi lại tiếp tục tô. Ngay chỗ đoạn này thì Hiền sẽ bắt đầu chuyển sang chỉ dùng nước thôi để loang phần còn lại ha. Ngay chỗ vùng ranh giới giao giữa phần màu và phần nước á, thì Hiền sẽ quét đi quét lại nhiều lần để cho nó có thể hòa quyện vào nhau được mướt hơn. Phần còn lại bên dưới thì Hiền chỉ cần dùng nước thôi. Và nước này nó cũng đã có màu sẵn trước đó rồi, là do Hiền pha màu á. Rồi quét cho hết vùng còn lại. Sau đó thì Hiền sẽ sấy cho nó khô nhanh hơn. Hiền sẽ dùng màu trắng trích một ít màu trắng ra ngoài, đồng thời chấm cho nó một ít nước. Đây là một miếng mút lau bản. Hiền sẽ chấm đầu miếng mút này vào cái phần màu trắng mới vừa pha. Và mình chấm mây ở trên cái nền trời này. Các bạn nhớ là màu sẽ hơi sệt nha, chứ nếu mà các bạn dùng màu loãng quá ngay khúc này thì nó sẽ rất khó ra được những cái mảng nhỏ li ti á. Cứ thế mà Hiền chấm và tạo dáng cho đám mây. Nếu hết màu thì mình lại tiếp tục pha màu lại. Sau đó Hiền sẽ sấy khô. Nếu các bạn không có máy sấy thì cứ để nó khô tự nhiên nha, mặc dù nó sẽ hơi lâu một xíu á. Hiền sẽ dùng một cây cọ đầu nhọn màu xanh lá đậm, xích màu xanh lá đậm ra vỉ pha màu và lấy một ít màu xanh da trời khi nãy á, mình trộn với màu xanh lá đậm để nâng cái tông đậm nó lên. Và bắt đầu vẽ những dãy núi và tô cho tụi nó. Sau đó Hiền sẽ dùng màu xanh lá chuối để mình nhấn những phần sáng cho những ngọn núi này. Nếu các bạn có cọ tỉa thì có thể dùng cọ tỉa để dễ dàng hơn ha. Rồi bây giờ thì Hiền sẽ
lột cái băng keo này ra. Khi lột thì các bạn lột từ từ nha, bởi vì này là giấy A4 thông thường thôi. Các bạn lột mạnh quá hoặc là tô nhiều nước quá thì nó dễ bị bong tróc hoặc là nó bị rách giấy của mình á. Sau đó thì Hiền sẽ tiếp tục dán một miếng băng keo giấy đè lên phần núi để tô cái phần nền bên dưới á. Nó sẽ được thoải mái đi cọ hơn. Chứ nếu mà các bạn không dán thì mình vẫn vẽ được, nhưng mà khi mình kéo cọ thì mình cẩn thận một xíu, không thôi nó sẽ lem lên phần trên. Hiện dùng 3 màu, đó chính là màu xanh lá đậm, màu xanh coban và màu trắng. Đầu tiên thì sẽ trộn màu xanh lá đậm với màu xanh coban lại. Tiếp tục dùng cây cọ đầu vuông để có thể tô được nhanh hơn. Kéo những đoạn dài liên tục từ phần băng keo này qua phần băng keo kia các bạn nha. Sau đó Hiền sẽ dùng tiếp đến màu trắng. Màu trắng Hiền lấy nguyên chất nên nó hơi sệt, nên Hiền đã chấm một cọ nước vào để có thể kéo nó được trơn hơn. Ở cái đoạn giao giữa màu trắng và màu xanh của cái biển này á, thì các bạn nhớ là kéo đi kéo lại nhiều lần nha, để cái màu nó sẽ ra được mịn hơn và nó sẽ hài hòa vào nhau tốt hơn. Lúc này mình dùng cọ nước quét cho phần bên dưới. Ở phần phía bên trong này nè, do mình muốn nó ám một chút màu xanh đồng thời cho nó có thể đậm màu hơn, thì mình dùng cái màu xanh da trời ban đầu á để mình tô phủ lên nó. Các bạn nhớ là đều tay nha. Tiếp theo là Hiền sẽ pha một ít màu vàng thôi với màu trắng để tô cái phần cát ở phía bên trong. Ở cái đoạn giao giữa phần cát vàng và phần nước biển á, thì Hiền rửa sạch cọ và chỉ dùng cây cọ ẩm thôi, quét đi quét lại nhiều lần ngay chỗ đoạn giao đó, thì nó sẽ hài hòa vào nhau. Bây giờ Hiền sẽ thêm một ít màu nâu, chỉ một ít ở đầu cọ thôi, và trộn vào phần màu cát vàng khi nãy, để có thể nhấn vùng đậm cho vùng cát phía bên trong. Hiền sẽ dùng cây cọ nhọn hoặc là cây cọ tỉa để vẽ những gợn sóng ở trên mặt nước với màu xanh dương đậm. Sau đó là Hiền xen kẽ màu xanh nước biển khi nãy. Và cuối cùng là màu trắng. Hiền tiếp tục dùng màu trắng để vẽ những cái con sóng đập vào bờ phía bên trong. Loang màu trắng ra một phần. Hiền tiếp tục dùng miếng mút khi nãy á, và sẽ chấm trực tiếp màu trắng lên để cho nó nguyên chất thì nó sẽ đặc sệt hơn, dễ dàng tạo ra các li ti của bọt sóng, bọt biển nhiều hơn.
tạo thêm hai con sóng ở đằng xa. Mình sẽ vẽ trước cái dáng của nó, sau đó cũng sẽ dùng miếng mút và chấm màu trắng. Vẫy một chút màu trắng cho những bọt biển li ti. Tiếp theo thì sẽ dùng màu xanh da trời ban đầu để đi viền bóng cho những cái con sóng phía bên trong. Dùng màu nâu để rắc các hạt cát. Sau đó sẽ pha màu nâu và màu đỏ để vẽ các con sao biển. Nếu không quen thì các bạn có thể dùng bút chì trước nha, rồi mình dùng màu vẽ theo và tô phần bên trong. Tiếp theo thì mình sẽ dùng màu vàng và màu trắng pha lại với nhau và để chấm các họa tiết trên mình con sao này. Rồi như vậy là tranh mình đã xong, bây giờ Hiền sẽ tháo băng keo đường ở giữa trước. Các bạn nhớ là nhẹ tay thôi nha, chứ không thôi nó sẽ tróc luôn cái tranh của mình nếu mình dán quá chặt á, hoặc là mình kéo quá mạnh. Sau đó là sẽ tháo những cái băng keo ở ngoài cùng. Nhớ là hướng băng keo kéo ra ngoài nha, các bạn đừng kéo vào trong, không thôi nó sẽ rách tranh mình á. Hiền chúc các bạn thành công nha và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.